Tôi hỏi mình cái quan điểm của mình muốn truyền đạt đến các bạn trẻ bây giờ. Đầu tiên về là mình rất là sợ mạng xã hội. Nhưng vô tình mình bị đưa lên cái mạng xã hội. Thì đến bây giờ thì mình phải nói thật là như này này. Trong anh em xã hội cũng rất nhiều người phản đối cái chuyện mình ngồi trên mạng như này. Nhưng người ta cũng hiểu này. Ngày xưa cách đây mấy chục năm là bọn mình đi chơi là vác dao vác kiếm ra đường. Này chơi đi ngoài ra ngoài đường đánh đập để tạo dựng cái tên tuổi, để tạo dựng cái cuộc sống. Thế bây giờ sau hai mấy năm mình về rồi thì mình phải hiểu cuộc sống bây giờ nó không thể như vậy được nữa. Và sau mấy chục năm mình mất mát rồi, mình đã nghiệm ra nhiều điều. Thế giờ khi mình về mà vô tình mình bị lên cái mạng xã hội này, tôi nói lâu nay là các bạn làm mình có người ảnh hưởng trên mạng xã hội này nên, thì cũng như ngày xưa là mình có người có ảnh hưởng ở ngoài đường phố. Thế giờ mình chỉ muốn là dùng cái ảnh hưởng của mình ở trên cái mạng xã hội này, thứ nhất để truyền tải đến các bạn trẻ cái thông điệp sống, tức là lành mạnh, tức là lương thiện, tức là tránh xa các chuyện xấu đấy. Tức là quan điểm mình như vậy, là mình muốn dùng chính cái con người mình bằng chính đúng cái nghị lực mình đã sống qua mấy chục năm trời trong kia để trở về. Bây giờ hãy sống hướng thiện, hãy nhìn vào mình để mà, tức là nhìn vào cái quá khứ của mình, nhìn vào cái sự trả giá của mình để sống sao cho nó tốt hơn với cái xã hội này. Là đấy mà một. Cái hai là cái việc bán hàng này, thì đấy cũng chính là mình hiểu là gì. Tức ngày xưa thì là còn đi ngoài đường, còn đi làm việc các việc bậy bạ được để kiếm tiền. Thế thì bây giờ làm sao mình đang có sự ảnh hưởng này, mình lại không ngồi bán hàng này. Đây cũng là cách kiếm tiền, đây cách kiếm tiền lương thiện. Chứ mình lên đây mình không lừa đảo ai, mình không xin xỏ ai. Thế đây là mình, cũng là một cách kiếm tiền lương thiện. Cái xã hội bây giờ xã hội số, đúng không? Thế mọi người là bây giờ chỉ ngồi một chỗ để mua hàng tất cả mọi người. Đấy, thế thì mình, sao mình không dùng chính cái sự được mọi người quan tâm để mình ngồi, để mình chuyển hóa lại thành cái công việc của mình. Đấy, nó vậy. Thế là thế à? Tất cả của mình chỉ muốn là gì, các bạn trẻ là hãy sống lương thiện tử tế, chứ mình không dám dạy đạo đức ai hết, không bao giờ dám dạy đạo đức ai hết. Thời mình phải đi theo thời đại chú ạ, không bao giờ dám nói chuyện đạo đức với ai hết, bởi vì quá khứ mình đã người lầm lỡ rất nhiều rồi, không dám nói, thật sự không dám nói. Có một kênh YouTube riêng với số lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn, khẳng định Việt Nam không có xã hội đen. Nhắn nhủ với các cháu ngựa non háu đá hãy nhìn gương chú mà rút kinh nghiệm là những gì mà hàng ngày người ta đang nhìn thấy, một cuộc sống khác, một gương mặt khác của Hải Bánh. Người mà không nói thì ai cũng biết là ai, bỗng một ngày xuất hiện dày đặc trên không gian mạng, nhưng không phải với hình ảnh mặc áo kẻ sọc, còng số 8 và nói về vụ án mình đã gây ra năm xưa. Hải Bánh được săn đón ngay từ cổng trại giam, khi mãn hạn tù vào dịp đầu năm 2022. Khi ấy, chỉ một đoạn clip ngắn vài giây, được một người trong đoàn đi đón, quay lại tung lên mạng, số lượt xem lên tới hàng chục nghìn chỉ trong một thời gian cực ngắn. Và, không để khán giả chờ lâu, người trong giang hồ đã xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội chỉ sau khi về vài tháng. Nếu có một ekip đứng sau Hải Bánh, thì tôi đồ rằng đó là một ekip cực kỳ chuyên nghiệp. Bởi vì, những hình ảnh, câu chuyện, lời nói, công việc hàng ngày hiện nay của Hải Bánh được đưa lên hết sức bài bản và cực kỳ sạch sẽ. Từ hồi các mạng xã hội chiếm trọn thời gian của đa số người nghiện smartphone, thì việc theo dõi đời sống, hoạt động của thần tượng, của người nổi tiếng như một nhu cầu. Chỉ cần họ có bất cứ động thái gì, dù xấu hay tốt cũng đều được quan tâm. Hải Bánh, ở một nghĩa nào đó cũng là người nổi tiếng, thậm chí rất nổi tiếng. Người ta tò mò về cuộc sống của một gã giang hồ gắn liền với vụ án đình đám năm xưa, làm gì sau khi ra tù, cũng là điều dễ hiểu. Những gì người ta nhìn thấy hôm nay, đó là một Hải Bánh luôn xuất hiện trước hàng chục nghìn người hâm mộ mỗi ngày với tư cách một người bình thường. Với công việc hàng ngày là ông chủ một cửa hàng gốm mang tên Hải Bánh trên phố Nguyễn Trường Tộ, say sưa dùng cọ, vẽ lên những bình gốm trước khi cho vào lò nung những dòng chữ bay bướm kiểu thư pháp và đều có ý nghĩa riêng với mỗi người sở hữu chúng. Thật kinh ngạc là nhiều người trẻ đã đến cửa hàng của Hải Bánh để mua gốm và xin chữ. Dần dần Hải Bánh cũng lấy được nhiều sức ảnh hưởng của mạng xã hội. Hải Bánh cũng đã xây dựng nhiều cửa hàng hơn, trong đó có ba nhích, quán ăn, dần dần càng mạnh mẽ. Vậy thôi,
những người như Hải Bánh, dòng chơi đến 2/3 cuộc đời vô nghĩa, cuối cùng cũng chỉ mong được sống là một người bình thường. Người thì bảo tu rồi, người thì mong được ăn cơm vợ nấu. Chưa biết họ có thực hiện đúng như những gì họ đang thể hiện trên mạng xã hội hay không. Còn chúng ta mong trong cuộc sống bây giờ và sau này, không bao giờ phải gặp những người nào trong cảnh tù tội.